Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay thì hôm nay tôi sẽ cùng với tất cả các bạn sẽ cùng đi săn Yu-Gi-Oh! Dungeon tại Takashimaya nha. Thì hôm bữa là tôi có lướt trên website của Funnyland, thì tôi thấy là hiện tại cái dòng Yu-Gi-Oh! Dungeon hiện tại đang trú ngụ một vài mẫu Yu-Gi-Oh! Một vài dòng Yu-Gi-Oh! Ở Funnyland. Thì hôm nay tôi cùng với tất cả các bạn sẽ cùng đi lên đó và xem thử coi chúng ta sẽ có được những dòng Yu-Gi-Oh! Dungeon nào nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi thôi. Check. À các bạn à, do là có vấn đề về kỹ thuật nên là cái xuồng quay săn Yu-Gi-Oh! Dungeon tại Funnyland Takashimaya của tôi nó đã bị mất rồi mấy bạn. Nên là hiện tại tôi cùng với tất cả các bạn sẽ cùng vô sơ lược và vô thẳng luôn tất cả các loại Yu-Gi-Oh! Đang có tại Funnyland nha. Và bây giờ thì anh em sẽ cùng xem thử coi các loại Yu-Gi-Oh! Dungeon nào đang có tại Funnyland. Let's go. Ngay bây giờ mình sẽ đến đấy con Yu-Gi-Oh! Đầu tiên, nó hơi ngoài lời xíu. Không phải của Dungeon mà nó là của Funnyland luôn. Đó là một con Yu-Gi-Oh! Signature Funnyland đây. Đó, thì cái shape nó rất là old school luôn. Con thứ hai đó là Yu-Gi-Oh! Sweet đến từ Yu-Gi-Oh! Dungeon. Đây thì con này là một trong những con Yu-Gi-Oh! Rất là lâu của Dungeon rồi. Thì mình cũng đã từng trải nghiệm qua con này rồi, và cũng như là bạn của mình cũng đã từng sở hữu con này và trải nghiệm trong cái khoảng thời gian trước. Thì cái con này mang lại cái cảm giác rất là ok luôn bạn, nên là rất là ngon với con Sweet này. Và con tiếp theo đó là Toei, cũng đến từ Yu-Gi-Oh! Dungeon luôn. Đấy. Thì con này thì mình chưa có dịp để sở hữu, và tại vì mình săn con này rất là khó luôn nên là thời điểm bây giờ mình chưa có sở hữu được con này. Đấy, nhưng mà hiện tại thì nó cũng đang có tại Funnyland, các bạn có thể tham khảo thử nha. Và con tiếp theo đó là Flipside. Thì đây là một dòng Yu-Gi-Oh! Nhựa đến từ Dungeon. Thì cái thiết kế của nó rất là old school luôn. Và cái con này mà thoạt qua nhìn đầu tiên á, tôi cứ tưởng con này là nó tự tưởng cái con Freehand Pro Nama mà tôi đã từng làm clip cho tất cả các bạn xem á. Thì cái tựa kiểu như là về cái thiết kế với lại màu sắc này kia, nó kiểu như cái màu phối của nó này kia, nhìn nó tự hao á. Con tiếp theo đó là Metal Wrecker. Thì cái con này nha các bạn, khi mà lúc mà tôi mới nhìn vô tôi nhìn nó hao con vô bánh xe mấy bạn. Nó hao ở đây là kiểu như là về cái cách bố cục màu sắc này kia, nên là nhìn nó tựa thôi. Thì là một, đây là cũng một trong những dòng Yu-Gi-Oh! Của Dungeon luôn. Và con tiếp theo cũng là với cái tên Metal luôn, đó là Metal Ripter mấy bạn. Đấy, đây. Đó, có một cái chẳng lẽ là anh em mình sẽ có một cái video quay săn Yu-Gi-Oh! Tại Funnyland tại Takashimaya, nhưng mà do vấn đề kỹ thuật nên là cái video nó hơi bị su cà na. Nên là giờ anh em mình phải ngồi lại và sơ lược về những con Yu-Gi-Oh! Mà hiện đang có thôi, để anh em mình có thể tham khảo. Ok, và chỉ vậy thôi. Rồi nếu sắp tới mình có sở hữu những một trong những cái con Yu-Gi-Oh! Này, thì mình sẽ trải nghiệm và chia sẻ lại những cái cảm giác của mình khi chơi cho tất cả các bạn, và cũng như những cái thước phim hay về Yu-Gi-Oh! Rồi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video Yu-Gi-Oh! Tiếp theo. See ya!